phần hướng dẫn cách chuyển đổi phụ lục vữa lên xi măng PC 40 hoặc là chuyển đổi phụ vữa từ xi măng PC 40 trở về xi măng PC 30. Hiện tại tôi đã mở một công trình sẵn, có một cái hạng mục và trong này có một số công tác về phần xây rồi phần bê tông. Và đây là một cái công trình nó dùng đơn giá gốc, thì thường đơn giá các tỉnh là dùng sử dụng là xi măng PC 30. Ví dụ công tác số 12 ở đây chúng ta thì nó dùng xi măng PC 30 và cát vàng đá 12, và cái khối lượng của xi măng PC 30 là 415,125 kg như ở đây. Đấy. Bây giờ làm cách nào để chuyển đổi toàn bộ các cái công tác ở đây mà lên được dùng sử dụng là xi măng PC 40 thì chúng ta làm như sau. Chúng ta vào menu công trình, chuyển đổi phụ lục vữa lên xi măng PC 40. Tiếp theo chúng ta nhận chọn yes. Đấy. Thì khi này G8 đã chuyển đổi toàn bộ cho chúng ta cái vữa từ xi măng PC 30 mà lên xi măng PC 40, và những cái công tác nào mà nó được đổi lên xi măng PC 40 thì cái mã của nó sẽ đổi sang màu xanh. Chúng ta nhìn ở đây, chúng ta chọn OK. Chúng ta trở lại công tác vừa rồi, công tác số 12 chúng ta khảo sát. Thứ nhất là xi măng lúc nãy là dùng xi măng PC 30 thì bây giờ nó đổi thành xi măng PC 40 như chúng ta nhìn ở đây. Lúc trước thì cái hao phí mức, trong đó có cái hao phí mức về xi măng lúc nãy là 415,125, bây giờ đổi thành 335,175. Như vậy là cái khi chúng ta sử dụng xi măng PC 40 thì chúng ta giảm được cái khối lượng của xi măng đi tương đối. Và theo như chúng tôi tính toán cũng như là khảo sát rất nhiều công trình thì thông thường là cái khi mà chúng ta sử dụng xi măng PC 40 trong một công trình thì cái phần bê tông, phần xây, phần chát tổng cộng lại thường nó sẽ giảm được chúng ta chừng khoảng 15% chi phí đến tận 30% tùy theo cái địa bàn từng tỉnh. Tỉnh nào mà cái giá của xi măng PC 30 và giá của xi măng PC 40 nó càng gần nhau thì cái giảm giá thành khi mà chúng ta chuyển lên PC 40 càng lớn. Đấy. Ở đây chúng ta lưu ý có một số công tác đã được đổi sang màu xanh và đã đổi sang được PC 40 như ở đây. Đấy, ví dụ công tác này đổi sang PC 40 như ở đây. Nhưng có một công tác mà chúng ta nhìn thấy ở đây là công tác bê tông mà mark 100 thôi thì nó không đổi được sang xi măng, không đổi được lên PC 40. Bởi vì lý do là trong cái phụ lục vữa, trong cái định mức 1776/2007 do Bộ Xây dựng ban hành, hoặc là định mức cũ như định mức 24/2005 hoặc định mức 1242 của Bộ Xây dựng ban hành cũ đấy, thì xi măng PC 40 thường chỉ được sử dụng cho những cái loại bê tông ít nhất phải mark từ 150 trở lên như thế này. Còn những cái mark 100 thì người ta không sử dụng cho PC 40. Chính vì thế mà G8 cũng không chuyển đổi được cho những cái mark thấp như là mark 100 đối với công tác bê tông mà chuyển lên PC 40 là không được. Chính vì thế nó vẫn giữ nguyên là cái định mức cũ của khi mà áp dụng với cả xi măng PC 30 như chúng ta nhìn thấy đây. Vừa rồi thì tôi đã chuyển toàn bộ công trình lên PC 40, nhưng mà nếu ai đó có ý định ngược lại muốn chuyển đổi trở về 30 thì làm thế nào? Tôi dịch lại toàn bộ công trình để bây giờ toàn bộ công trình đã vẫn là PC 40 như chúng ta nhìn thấy ở đây. Đấy. Bây giờ làm thế nào để chuyển sang 30 thì tôi vào menu công trình, tôi chọn menu là chuyển đổi phụ vữa về xi măng PC 30, tôi chọn yes. Đấy. Thì một lần nữa những cái mã mà đã được đổi trở về xi măng PC 30 như ở đây chúng ta nhìn thấy, trở về công tác số 12 chúng ta kiểm tra công tác này. Thì lúc nãy đang là PC 40 thì bây giờ nó đã chuyển đổi về cái xi măng PC 30 như ban đầu của nó như ở đây. Và cái hao phí đã trở về là 415,125 chứ không phải 300 bao nhiêu như nãy, thấp hơn như nãy. Đấy. Ngoài ra thì trong phần mềm dự toán G8, cái thao tác vừa rồi để mà là thao tác mà để chuyển đổi toàn bộ phụ lục vữa cho tất cả công tác từ công tác đầu tiên đến công tác cuối cùng của công trình. Công tác nào có khả năng đổi được lên sang PC 30 hoặc 40 thì G8 sẽ tự động chuyển đổi. Như vậy nó chuyển đổi cho tất cả các mã có thể được. Nếu chuyển đổi được thì nó sẽ tự động chuyển đổi cho chúng ta. Tuy nhiên trong một số trường hợp người ta không muốn chuyển đổi tất cả các mã trong cả công trình như thế này. Người ta muốn chuyển đổi một vài mã. Ví dụ như ở đây, giả sử như chỗ này tôi dùng là bê tông mark chỗ dòng 12 này đang là mark 250. Nhưng ai đó muốn chuyển đổi thành mark khác thì chẳng hạn, chúng ta nháy phải công tác này
sau đó chúng ta chọn là chuyển đổi phù vữa. Thì lúc này G8 đã hiện ra cái phụ lục vữa tương ứng mà đang được sử dụng cho cái công tác này, công tác số 12 này. Đấy. Nó chính là phụ lục vữa sử dụng xi măng PC30 mà cát vàng và đá 12 mark 250. Và độ sụt của vữa là 2-4 cm. Đấy, bây giờ ai đó lại muốn chuyển đổi cái mark này nó lên tận coi như là mark 350 chẳng hạn. Hoặc là chuyển đổi lên mark 300 đây. Mark 300 như thế này chứ không phải 250 nữa. Thì chúng ta chọn cái phụ lục vữa tương ứng với cái mark 300 này. Sau đó chúng ta bấm nhấn nút chọn. Thì khi này cái half vị mức nó đã lớn hơn. Lúc nãy là 415,125, bây giờ cái xi măng nó đổi thành 449,975 như ở đây. Và đương nhiên các hao phí khác nó cũng sẽ thay đổi tương ứng theo với cả cái mark mà mark 300. Tất nhiên ở đây thì để cho nó khớp thì người làm dự toán cũng sẽ tự động thay đổi công tác này, cái mark ở đây. Sở dĩ cái mark ở đây G8 không tự động chuyển đổi bởi vì là cái tên công tác là tên do người dùng tự sửa đổi ở đây, chứ G8 không can thiệp khi mà không được phép sửa đổi. Cái phần ngoài ra trong việc chuyển đổi phụ lục vữa thì có một số trường hợp mà người ta không muốn cái phân tích ra hao phí xi măng cát đá nước ở đây thì người ta chỉ muốn là cái bê tông thương phẩm chẳng hạn, thì người ta bỏ cái chai vữa đi, sau đó người ta tích vào cái để vào ô mã công tác này, sau đó người ta nhấn enter 2 lần. Thì trong hợp này thì G8 đã phân tích cho chúng ta là cả cục vữa với khối lượng là 1,025. Và chúng ta điền giá ở đây, giả sử như là giá vữa của nó là 700.000 đồng. Đấy, như thế này. 700.000, 123. Chúng ta chuyển đổi. Chúng ta gõ lại cái giá vữa bê tông thương phẩm mà chúng ta mua. Ở ngoài chúng ta gõ ở đây. Đấy. Và khi phân tích ra, khi mà tính toán chiết tính dự thầu thì G8 cũng lấy cái bê tông thương phẩm này để phân tích. Ở đây, ví dụ chúng ta chuyển sang bên chiết tính chẳng hạn. Như công tác số 11 thì nó vẫn phân tích ra xi măng cát đá như bình thường. Còn công tác số 12 chúng ta đã làm lại, nó dùng là vữa bê tông xi măng PC30, nó cả cục vữa như này, khối lượng là 1,0525 khối và giá là 700.000 mà chúng ta đã vừa nhập. Đấy. Tuy nhiên, vừa rồi là tôi enter vào ô mã này 2 lần thì nó chuyển đổi chúng ta cái vữa này. Tuy nhiên, nếu mà chúng ta muốn cả công trình này đấy, đều dùng cái vữa như thế này thì chúng ta vào menu công trình, chuyển đổi đơn giá, chúng ta chọn yes. Thì như vậy tất cả các công tác khác cũng là dùng vữa, và chúng ta chuyển sang bên sheet giá tháng để chúng ta xem các loại vữa khác nhau ở đây, và chúng ta tự điền giá ở đây. Ví dụ vữa xi măng PC30 cát vàng mắc 100, module độ lớn cát là lớn 2, tôi đổi để cái giá gốc là giả sử là 350.000, giá chúng tôi mua cũng là 350.000. Thì khi tính toán ở bên chiết tính dự thầu thì chắc chắn là nó sẽ có những cái phần mà nó sẽ sử dụng cái vữa này, nó sẽ triển khai chúng ta. Ví dụ chúng ta kiểm tra đây. Chúng ta sẽ kiểm tra đây xem là cái vữa nào. Giá là 3 triệu đây. Công tác AE 1115 nó sử dụng cái vữa này. Và vừa rồi chúng ta nhập giá 350 cho nó thì bây giờ nó cũng sử dụng giá 350. Như vậy thay vì là phân tích cái vữa này ra xi măng cát đá nước thì cái công trình này, cái tất cả công tác công trình này đã đều dùng là cái vữa, cả cái cục vữa, cả khối vữa chứ không phải là thành phần hạt xi măng cát đá nước nữa. Dụ đây cũng thế. Đấy, chúng ta thấy rõ. Như vậy, nhắc lại thì với phần mềm dự toán G8 có mấy khả năng để chuyển đổi phụ vữa như sau. Khả năng thứ nhất là chúng ta vào menu công trình, chuyển đổi lên PC40 hoặc là chuyển đổi vữa về PC30. Cho cả công trình. Cách thứ hai là chúng ta có thể chọn đơn chiếc từng công tác một. Chúng ta chọn chuyển đổi phụ vữa ở đây. Sau đó chúng ta chọn cái vữa tương ứng ở đây vào nhấn nút chọn. Cái khả năng thứ ba có thể xảy ra đó là chúng ta không dùng cái, không phân tích cái thành phần vữa này ra xi măng cát đá nước mà chúng ta dùng vữa bê tông thương phẩm chẳng hạn. Thì chúng ta bỏ cái tích tra vữa đi, sau đó chúng ta tra lại các công tác hoặc tạo mới công tác, hoặc là vào menu công trình, chuyển đổi đơn giá và chọn yes. Đấy. Thì lúc đó chương trình sẽ tính toàn bộ chúng ta là dùng cái vữa bê tông thương phẩm chứ không phân tích ra xi măng cát đá nước nữa. Đấy. Cái phần hướng dẫn cách điều chỉnh phụ lục vữa
chuyển đổi phụ vữa từ xi măng PC30 40, hoặc là ngược lại. Tôi tạm kết thúc ở đây. Cảm ơn tất cả các bạn.